tin đồn không đúng thì em nghĩ em gặp cũng nhiều. Nhiều. Dạ tại vì làm cái nghề mà người mẫu hay là đi tiên thì dễ dạ. bị người ta nói. Những nghề nghiệp mà liên quan tới bề ngoài thì em nghĩ là rất là dễ bị nói. Và em nghĩ người rõ ở đây cũng là anh Tuân. Anh Tuân cũng là một người rất là đẹp trai. Những cái vấn đề đặc biệt là giống như là bị đồn đi làm trai bao. Không, anh không hiểu gì sao anh không bao giờ bị đồn. Chắc là người ta nghĩ cái tính của anh, thứ nhất là nó có vẻ hơi bị hơi khó gần á, người ta nghĩ như vậy. Thứ hai nữa là cái hình ảnh của anh thể hiện ra bên ngoài nó cũng không có quá là cởi mở lắm để người ta có thể tiếp cận anh bằng cái cách đó, hay là người ta có thể đồn anh làm cái đó. Nó không có lý á. Nên anh nghĩ là đôi khi không có cơ sở đi đâu, không có cơ sở, họ không cơ sở gì hết. Với lại anh không biết, có nghĩa là khi mà mình chụp một số bộ hình chỉ đơn giản là mình muốn thể hiện cái vẻ đẹp của mình thôi thì sẽ có những cái lời rất là ác ý. Đúng. Tại vì đối với em suy nghĩ á, khi mình làm một cái gì đó mà để nhiều người biết á, thì sẽ có những ý kiến trái chiều. Quan trọng là cách mình sống như thế nào, mình thể hiện như thế nào. Với lại em thấy á, khi mà một cái gì đó nổi bật và khác biệt á, thì người ta nhìn vào, người ta nhìn theo cái hướng tiêu cực, chứ không ai, ít ai nhìn theo cái mặt tích cực. Đúng rồi, tại vì mình nổi bật quá. Ví dụ như là chị Khánh Chi đi, khi mà chị mới chuyển giới đi về thì chị là một trong những người gọi là tiên phong. Bao nhiêu bài báo nó dồn về chị, bao nhiêu tiêu cực chị cũng lãnh. Chị là người đi đầu trong cái việc lãnh những cái ý kiến tiêu cực của anti-fan rất là nhiều. Anh nhớ lại cái thời đó mà anh vẫn còn nổi da gà với chị. Lúc nào chị cũng phải phản pháo lại cái đấy từ ngày này sang ngày khác rất là nhiều. Gần đây thì chị thấy trên mạng xã hội rất là nhiều người cho cộng đồng LGBT có những hình ảnh không tốt, cũng như là ăn chơi sa đọa, hay là có những ảnh tiêu cực. Thì theo em thì em nghĩ như thế nào? Những cái việc đấy thì em nghĩ là nếu như mà họ làm sai thì đã có pháp luật trừng trị. Tuy là có những cái chuyện mà không hay được đề cập đến mạng xã hội như vậy, nhưng mà mình cũng phải nhìn nhận một cái hướng tích cực khác là những người trong cộng đồng LGBT đã đóng góp rất rất nhiều trong xã hội. Cá nhân em nhé, em cũng thấy là về cái việc tệ nạn á, giới tính nào cũng có hết. Nên mình không thể nào mà vì những cái cá nhân xong rồi mình bảo là ở cái giới đó như vậy, cái đó nó thuộc về cái quyền phán xét đúng rồi, hay sai của người cá ngoài. Vài người thôi. Dạ đúng rồi. Không thể nào mình quơ được cái nắm mình được. Mình quơ đũa hết thì nó không chính xác đâu. Cái đó nó thuộc về cái phần định kiến của người ta khi mà người ta nhận xét như vậy. Mình không thể nào mà mình xen vào hay là mình thay đổi nó được đâu. Nhưng mà theo em có lời gì khuyên cho những bạn đó không? Em nghĩ là nếu mà những cuộc vui á, thì tốt nhất là đừng nên dính đụng chạm đến pháp luật, những cái gì mà pháp luật không cho phép. Vui thôi đừng vui quá đúng dạ, không? Dạ, vui thôi đừng vui quá. Có bao giờ em bị dụ dỗ không? Anh nghĩ là em đã từng gặp phải những cám dỗ rồi. Thì trước đây khi mà em bắt đầu mới lên Sài Gòn á, sau khi mà em ở nhà, em ở một nơi ở xong, sau đó em chuyển tới nơi ở thứ hai. Thì lúc mà em chuyển nơi ở thì ở Sài Gòn anh chị cũng biết chuyển nhà rất là cực. Thì có một người mới có ý định là rủ em về nhà ở. Thì ban đầu á, thì em cũng nghĩ rất là fair play với người đó là ok em ở, thì em trả tiền share với nhau. Nhưng mà cái ngày đầu tiên ở thì bắt đầu em thấy người đó có bắt đầu có những dấu hiệu đụng chạm vào thân thể của em. Cho nên em cũng hơi dè chừng với người đó. Ban đầu là định ngủ chung cái giường, nhưng mà sau đó là em phải dọn đi. Em dọn ra một cái đệm, trải một cái đệm ở nơi khác ở. Đấy, mọi chuyện em nghĩ cũng êm xuôi rồi, nhưng mà khoảng một thời gian sau khi mà em rất là rõ ràng với bạn ấy á, thì bạn ấy bỗng đùng một cái, bạn ấy nói là bây giờ bạn ấy có bồ rồi, bạn ấy muốn dẫn bồ bạn ấy về. Và em phải dọn đi. Người ta thái độ như vậy em phải dọn đi chứ. Có nghĩa là bạn ấy vẫn chưa có cơ hội nào để mà làm hại em. Mặc dù đã cố gắng. Đó chỉ là một cái vấn đề rất là nhỏ thôi, còn nhiều vấn đề khác nữa. Rồi những cái vấn đề khác to lớn hơn đi. Những lần ngã giá. Nhiều người rất, đặc biệt Instagram của em á, rất nhiều người vào hỏi. Em nghĩ là kể ở đây chắc cũng hơi kỳ nhỉ. Không phải họ ngã giá, họ rủ. Và những cái cuộc vui mà em nghĩ nó không lành mạnh. Nhưng mà cũng may mắn là em cũng tự ý thức được là em làm gì ở đây, em phải làm gì ở đây, cho nên em không tham gia vào những chuyện đấy. Anh chỉ muốn hỏi em nhé, là em một thân một mình lên đây, cuộc sống nó rất khó khăn với em. Và anh nghĩ là những cái lần người ta ngã giá với em, cái số tiền nó không nhỏ. Có thể nó không to lớn nhưng nó chắc chắn không nhỏ. Thật sự thì bố mẹ tạo cho em một cái hình hài thì em có thể kiếm tiền một cách chân chính. Cho nên em nghĩ là những cái việc đấy em không cần phải bán bổ cái lương tâm của mình như vậy. Có bao giờ em nghĩ là mình xứng đáng có được một cuộc sống tốt hơn bây giờ không? Việc khi mà mình có một bề ngoài hơn mọi người á, thì đó là cái mắng của em. Nhưng mà để có một cuộc sống tốt hơn bây giờ em phải nỗ lực nhiều hơn cái bề ngoài của em. Tại vì anh thật sự thấy có nhiều người trẻ, họ có ngoại hình nhưng mà họ lại không thể tự tạo cho mình cuộc sống tốt. Nhưng họ muốn được sống sướng. Cái đó là cái mà họ đánh đổi. Và anh thấy nó không hiếm đâu. Đơn cử như cái việc mà mình gọi là cặp đại gia đó. Em nghĩ là một người đại gia thì họ rất là thông minh. Nhưng mà một người thông minh thì chắc chắn không thể nào mà chỉ suốt ngày cung cấp tiền một cách vô bổ như vậy.
Chính xác rồi đó. Không ai cho ai không cái gì hết. Dạ, em tự mình làm đại gia của mình hơn. Người ta trả giá là nhiều nhất là bao nhiêu? Bây giờ chị hỏi là em cũng không nhớ, nhưng mà đối với em thực sự rất là lớn. Em tự chối thẳng luôn ha. Em chỉ đọc và em không trả lời. Em thấy cách đấy cũng hay. Mình đâu cần phải để ý tới mấy người đó đâu, không cần phải thái độ, không cần phải gì hết. Mình chỉ cần không quan tâm tới nó thôi. Không quan tâm tới vấn đề đó. Không quan tâm tới nó thôi. Dạ vâng. Rồi những bức ảnh mà nóng bọc em á làm gây xôn xao trên mạng như thế nào? Tại sao em chụp bức ảnh đó? Thật sự thì cái đầu tiên là em nghĩ nó muốn giữ lại thanh xuân của mình. Cái thứ hai là để em muốn nhìn lại cái quá trình mà mình đã tập luyện như thế nào. Như anh Tuân ở đây, anh Tuân body cũng rất là đẹp. Anh Tuân cũng hiểu mà đúng không? Nhưng mà tại vì cái tính của anh thì anh hơi ngại. Anh hơi ngại, có nghĩa là anh chắc là có lẽ là anh lớn hơn em nhiều, anh hơn em 10 tuổi. Nên anh hơi ngại khi mà thể hiện cái ấy của mình lên mạng xã hội nhiều quá. Nên chắc là có lẽ vì vậy mà anh ít giữ lại thanh xuân của anh. Nhưng mà anh thấy cái việc đấy nó rất bình thường. Cái gì bình thường mà. Anh nghĩ là việc mình post lên là việc của mình, còn người ta ngắm nó ở một cái đôi mắt nào đó là chuyện của người Chính ta. Xác. Cách nhìn là cách nhìn nhận là tùy mỗi người có một cách nhìn nhận riêng. Đúng rồi. Nếu như mình có một tâm hồn trong sáng thì mình cái nhìn cái gì nó cũng trong sáng và sạch sẽ. Còn những người mà thích nhìn nhìn theo cái hướng tiêu cực thì mình không thể nào mình tránh khỏi những vấn đề đó được. Nhưng mà mấy cái tấm hình đó có bao giờ bố mẹ nhìn và bố mẹ ý kiến với em là sự ơi tại sao con lại làm như này không? Mỗi lần em chụp hình là em được sâu khoe với bố mẹ. Mẹ là chỉ lại vú hôm nay hay lép, ngực hôm nay hay lép. Đó nghĩa là mẹ em đã tự động rất là cấp tiến như vậy, hay là em đã phải hoạt động tư tưởng cho mẹ em một thời gian mẹ em mới có thể như thế? Lúc đầu em nghĩ là em phải hoạt động một thời gian dài mẹ em mới được như vậy. Nhưng mà em chỉ hoạt động xương xương thôi, mẹ em đã đi nhiều hơn những thứ em nghĩ. Nhưng mà mình đã phải training cho mẹ một thời gian đúng không, để mẹ tự phát triển đúng không? Cũng không lâu lắm, nhưng mà bây giờ khi mà mượn điện thoại của mẹ vào Facebook của mẹ thì bắt đầu sao nhiều những cái trang của cộng đồng LGBT rồi đấy, cũng hơi bất ngờ. Rồi anh, ủa sao em hôm nay em không mời bố hay mẹ lên chương trình để tại vì chuyện? Một phần là vì công việc của bố mẹ khá là bận cho nên không sắp xếp được thời gian. Có một câu nói mà của bố em tới bây giờ em nhớ rất là kỹ, đó là những người đồng tính họ rất là tài năng. Chính vì câu nói đó mà em cũng có đủ dũng khí để em come out với lại gia đình của mình. Em come out với gia đình từ năm em bắt đầu học cấp 3. Mà người đầu tiên em come out lại là bố. Lúc come out thì thật sự lần em come out là lần đầu tiên em thấy bố khóc. Nhưng mà sau đó mẹ vẫn chưa có dấu hiệu chấp nhận. Mẹ vẫn thường hỏi là có thể là do con ăn uống hay do con chơi bời hay là do con có vấn đề gì đấy. Người lớn thường thế. Vâng, đấy. Xong rồi sau đó thời gian thì bố có lại giúp là chia sẻ lại với mẹ để mẹ hiểu hơn về những cái việc về LGBT á. Sau này em với mẹ em rất là thoải mái, thậm chí là như hai mẹ con gái vậy đó. Nhưng mà bố khóc mà bố có nói gì không? Dạ có. Chúng là bố đã có tìm hiểu về LGBT rồi. Bố chỉ lo em về vấn đề mà khi mà em người đồng tính như vậy, em không có một cái gia đình như bình thường. Em sẽ không có con cái và sau này khi về già rồi ai sẽ là người take care em. Bố chỉ cái đấy là cái vậy. Nỗi lo chung của phụ huynh. Xong rồi sau này khi mà mọi thứ đó đâu vào đấy rồi thì bố mẹ rất thoải mái. Em thấy mẹ em rất là có thể chấp nhận em, nhưng mà trước đó cái phản ứng thật sự khi mà biết được em là gay á. Tất nhiên là mẹ cũng rất là bất ngờ. Mà cái điểm chung của bố mẹ em đều lo lắng là sau này ai sẽ là người chăm sóc cho em khi về già trong khi em không có con. Với lại em vẫn tin cái tình yêu vô điều kiện của bố mẹ em dành cho em. Thật sự là em là người được bố mẹ chăm sóc từ nhỏ tới lớn bây giờ. Thì em cũng hiểu là cái tình cảm của bố mẹ dành cho em như thế nào. Thật sự tình cảm của bố mẹ đối với con thì anh thấy ai cũng có. Nhưng mà có nhiều người họ không có vượt qua được cái sĩ diện của bản thân đó, để mà chấp nhận con mình. Họ thường suy nghĩ đến những cái điều mà người ta nghĩ về mình hơn. Nên anh nghĩ em là người may mắn khi mà có những người bố mẹ rất là đúng yêu rồi, thương mình là và gạt đi cái sĩ diện của bố mẹ để mà chấp nhận em. Căn bản là từ trước như em cũng không có làm gì bố mẹ phải xấu hổ. Trong quá trình học tập em cũng cố gắng rất là nhiều để bố mẹ có thể hạnh diện với mọi người. Có vẻ em cảm nhận là bố mẹ cũng muốn hai đứa em sau của em giống em. Có vậy hả? Dạ, em còn hai đứa em trai sinh đôi nữa. Ủa, tại sao? Có vậy hả? Bố mẹ có nói ra không? Mà em nghĩ vậy? Không, bố mẹ em còn nói ra nhưng mà cái cách bố mẹ thể hiện em cảm nhận là như vậy. Nhưng mà hai đứa em trai của em như nào? Nó thẳng hơn em chị. Thẳng hơn em là sao? Là cũng hơi cao một xíu à? Không, nó thẳng, nó thật thẳng sự nó không thẳng. Thẳng. Nó còn. Ủa, nhưng mà bố mẹ làm gì mà để cho Sự có cái suy nghĩ đó? Cái chương trình trước mà em tham gia đó, bố mẹ bật tivi lên và bắt hai tụi nó ngồi xem. Rồi có nhiều cái thường là anh hai mày như vậy đấy, mẹ lại thích. Tại mẹ cũng từng nói với em á, sau này khi mà quen cái chuyện đó rồi, mẹ lại kêu á là mẹ thấy mấy đứa giống con á, thường đa số ai cũng có vẻ bề ngoài nhìn xinh xinh.
Nhưng mà có khi nào mẹ nói là chỉ cổ vũ cho mình thôi không? Tại vì để mà chấp nhận con mình á, một người nó đã hơi khó khăn rồi. Trời ơi, em đi ra đường đó, khi mẹ em chở mẹ em, mẹ em hỏi thằng đó là boss hay top nữa. Thay vì mẹ hỏi thằng đó BD hay trai thẳng, gay hay trai thẳng, thì bây giờ mẹ lại hỏi là boss hay top. Ồ, có vẻ là mẹ em kiểu tiếp nhận thông tin nhiều quá hả? Rất là phóng khoáng. Nhưng mà em thấy lạ như vậy là thường thường á, người bố trong gia đình á sẽ thường rất là khó để chấp nhận hơn người mẹ. Tại vì bố là đàn ông á, bố sẽ hy vọng ở một người con trai rất là nhiều. Nhưng mà anh không hiểu vì lý do gì mà bố em có thể chấp nhận em một cách dễ dàng như vậy và làm cho mẹ em chấp nhận em luôn. Bố em là người rất, em cảm nhận là rất là điềm tĩnh. Và trong mọi chuyện bố em xử lý rất là khéo. Với lại trước đây á, em cũng từng thấy á, bố xem những chương trình của chị Hương Giang, của chị Lâm Khánh Chi. Đấy, xong rồi bố nói những câu mà em tạo cho em một cái lòng tin rất là lớn rằng là người bố này phải chấp nhận việc em là người đồng tính. Mà căn bản thì em cũng cảm nhận được ở nhà em cũng khá là dễ với chuyện này. Mặc dù là ở dưới quê, cách trung tâm xa lắm. Cái đường của lúc đó còn đường đất chứ không phải là đường trượt nhựa như bây giờ. Nhưng mà anh chỉ thấy nha, là những người miền Tây á, thường họ không có khó khăn mở lòng với những người đồng tính á. Em nghĩ không hẳn đâu, tại vì cái môi trường ở dưới quê của em, thậm chí ở khi mà nhắc tới người đồng tính, những người đó chỉ nghĩ là những người đi hát bội, hát lô tô. Đúng, chính xác rồi, những người đi thầy đồng, xem bói. Chứ không ai nghĩ những người đồng tính lại tham gia tất cả mọi khía cạnh trong cuộc sống như bây giờ. Từ khi em còn bé đó, khi mà em phát hiện ra mình khác khác như vậy đó, thì mọi người trong gia đình em có thấy em khác không? Và có ai hỏi gì em không? Không. Tại vì em khác là em khác ở trong chứ em không có khác ở ngoài. Ở ngoài em vẫn thiền bình thường. Dạ đúng rồi. Rồi gia đình, ông bà em, bên gia đình em phản ứng em như thế nào? Đôi khi cái sự thông cảm lại đến từ người ngoài. Cái sự xét nét lại đến từ những người trong gia đình, trừ bố mẹ em ra. Lại có những người khác mang thân là dì, ấy là cô của em. Nhưng mà lại đi xét nét cái vấn đề đó. Thậm chí là công kích bố mẹ em chỉ vì em là người đồng tính. Giờ bố mẹ em phản ứng lại như thế nào em? Bố mẹ em và em, ngay cả em luôn, cũng giữ thái độ im lặng. Tại vì từ trước giờ sống không, mình không có dính líu gì với ai rồi. Nhưng mà cái việc công kích đó nó kéo dài không em, hay là nó chỉ bất chợt một lần, hai lần rồi nó ngừng? Thậm chí tới ngày hôm nay vẫn còn. Không biết họ tìm ở đâu, nhưng mà lấy những tấm hình của em xong rồi họ in ra, họ đi phát tán cho những người ở trong cái khu nhà em ở quê. Ủa? Phát tán để làm gì em? Chỉ để thể hiện em là người đồng tính, chỉ vậy thôi. Ủa em, nhưng mà đấy là những người ruột thịt của em mà. Chính xác. Đấy là điều mà tới bây giờ em cảm thấy rất là khó chịu, tàn nhẫn. Gì sang ngộ, gì kỳ vậy? Ủa rồi bố mẹ em nhẽ ra anh nghĩ là mình phải có một cái, tại vì cái đấy nó đã thuộc về mình xâm phạm quyền riêng tư của người khác rồi, nên mình phải có một cái động thái nào đấy để ngăn cản nó, hoặc là mình phản ứng lại cho họ biết là họ đang làm sai. Bố mẹ em có nói, nhưng mà tại vì chẳng lẽ mình, theo em nghĩ nếu là người thân của mình cũng không nên quá là gay gắt với họ, cho nên em cứ để mọi thứ, em giữ thái độ im lặng trước mọi chuyện. Nhưng mà nếu như nó lại tiếp tục nữa thì sao? Sự có thể họ sẽ làm những điều khác có hại cho em hơn thì sao? Mình đâu biết được. Em nghĩ là khả năng của họ thì không có thể nào làm có hại với em. Họ chỉ dừng lại mức độ là họ làm những chuyện như vậy thôi, chứ không thể nào làm xa hơn được nữa. Là cô gì, còn ông bà của em, những người lớn hơn? Ông bà em thì ông ngoại và ngoại em mất rồi. Nhưng mà anh không hiểu vì sao hả? Vì sao những người trong gia đình, ví dụ họ có thể không thích, nhưng họ không có cái quyền công kích cuộc sống cá nhân của người khác? Cái đó thì em nghĩ là do mối quan hệ của bố mẹ em, những người tầng lớp trước, thế hệ trước rồi. Em cũng không có muốn đi sâu vào chuyện này. In hình như vậy là hơi bị quá đáng đó. Rất là quá đáng. Lần đầu tiên anh nghe đến vấn đề đó, cũng có nghĩa là quá có người luôn. Thích hoặc không thích. Không thích thì thôi. Hoặc là họ mình không có thể nói thôi, đúng buông rồi. Ra một hai câu nói gì đó có thể làm mình tổn thương rồi thôi. In hình ghi hình trên trần luôn hả? Dạ. Trời, cái này là quá đáng. Rất là quá đáng. Rồi cái mối quan hệ của gia đình em nó có bị thay đổi hay là nó có bị ảnh hưởng nhiều không sự? Tất cả em chỉ sợ là bố mẹ em buồn thôi. Còn những người đó nhìn thế nào thì em cũng không quan tâm lắm. Tại vì những người không yêu thương mình thì mình cũng không nên phí thời gian với những người đó. Nhưng mà bố mẹ em thì cũng thái độ giống như em đó. Em rất là thoải mái, vô tư với chuyện này đó.